Có bạn ngày mới nha. Hôm qua anh em gặp ống của mình nấy nha. Bạn ơi, mình đánh trước, các bạn đánh sau nấy ống của mình. Các bạn mấy chục cây lên đến tận trên mình thả, cuối cùng nấy ống của mình. Cái này được các bạn ơi. Mình đang nói chuyện dở nha bạn ơi. Có bạn ở đồng ngoài vào mình thả luôn, lấy cả ống của dân của ở chỗ mình thả, tức là các bạn vào mình thả lấy cả ống của mình. Mình thả trước cái kêu đây là được nha bạn. Cũng cực kỳ đẹp luôn. Trời nó vẫn tối. Cứ hôm nào thả đồng nhà là bị mất. Giỏi thế nhỉ. Có nguyên là dần ở đâu đến nó lấy cho bạn. Hai ba con ạ. Kêu đấy hai ba tiếng. Có lúc đọc cũng chuẩn, có lúc đọc cũng không chuẩn. Vì có lúc cái đầu nó xuống, cái đuôi nó lại xuống luôn, cho nên nó không chuẩn. Cái lùi béo á, xịt 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 bạn. Lối tiếp theo nha các bạn ơi. Này mất hết bạn ạ. Anh em lấy hết. Đẹp thiên thần luôn. Như anh em qua chơi hết của mình. Đây vẫn còn nha bạn. Cái đầy luôn.
theo nha bạn. Cái xịt. Dưới nha bạn. Ui, một con. Bãi này nó có quay á. Cái cuối cùng nữa. Không thấy bạn. Trời. Quả đánh dấu ở đây. Bạn nhìn thấy sóng sóng đằng trước à? Đẹp thiên thật mà. Đồ con bạn, con này chết. Con này chết. Đúng. Xem nha, hôm nay còn có người này nha bạn ơi. Này mất hết ống à? Này họ lấy hết. Đồng nghiệp lấy của mình nhiều thứ nhỉ. Hết luôn. Con này nó nguồn to quá, nó mắc vào đây các bạn. Vẫn còn cái ống nào ống đấy lăn sau bò nào. Ốc bưu vàng nha bạn ơi, như hôm nay là có run rồi.
Cái đầy bạn ơi. Qua luôn ạ. Ui bạn ơi, con luôn to thật đấy. Ui to thật. Không quang được con to. Ui cái này xịt bạn. Cái này lớn nhỉ. Ui con đấy nào nó lại giúp ra. Này được ít hơn hôm qua bạn. Vì này mất gần hết ống rồi. Nó vào nó ống nó bí bạn, cho nên là nó bí cho nên là nó sẽ chảy ra. Gần hết ống rồi bạn ơi. Cái đầy bạn ơi. Ô con lươn. Con lươn màu vàng to thế. Đâu lắm rồi lại được con to. Đợt trước mình thả được con to lặng rưỡi nhưng mà nó chết. Đợt này thế nào được con to nó lại sống. Cái xịt nha bạn ơi. Có mấy cái xịt luôn, hai cái xịt. Đây còn cái cuối cùng. Hết sạch nha bạn. Nay chỉ được 3 cân thôi bạn ạ, không được nhiều. Vì hôm nay mất sạch hết ống rồi. Nhưng được con luôn màu vàng to. Còn trên này xịt nãy xịt một cái, với đây ba cái này, với hai cái này làm xịt 6 cái bạn. Các bạn thấy hay nhớ like vô và chia sẻ ủng hộ cho mình phát nha. Mình xin chào bạn, hẹn bạn video tiếp theo. Này mình sẽ làm thêm ống, mồi thì có rồi không phải bắt nữa và sẽ thả tiếp cho các bạn xem.